Thưa quý vị, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai vừa kiểm tra và thu giữ lô thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc tại địa bàn xã Quang Kim, huyện Bát Sát. Tổ công tác đã lập biên bản và đưa toàn bộ phương tiện, lô hàng trên về trụ sở công an huyện Bát Sát, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý chủ lô hàng theo quy định của pháp luật. Tại khu vực tỉnh lộ 156B thuộc địa phận thôn An Thành, xã Quang Kim, huyện Bát Sát, Lào Cai, tổ công tác của đội điều tra tổng hợp phối hợp đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Bát Sát và đội quản lý thị trường số 2 phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 34C35857 di chuyển theo hướng Lào Cai, Bát Sát có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 180 bao tải nhựa, bên trong chứa 3.240 kg chân gà, tai lợn, chân lợn đông lạnh đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là Vũ Văn Sơn, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng trên. Thời gian qua, tín dụng đen có xu hướng nở rộ, đặc biệt tín dụng đen núp bóng các hình thức cho vay trực tuyến thông qua các trang web hoặc ứng dụng app trên điện thoại di động đã lôi kéo được nhiều nạn nhân. Dù nhiều giải pháp đã được các bộ ngành liên quan triển khai, đẩy mạnh, giúp ổn định an ninh xã hội và hướng đến người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thống, nhưng cuộc chiến với tín dụng đen vẫn còn rất phức tạp. Để che mắt cơ quan công an, các nhóm tội phạm tín dụng đen lợi dụng sự phát triển của công nghệ, lập ra các app, website và các trang mạng xã hội, ứng dụng vay tiền trực tuyến trên không gian mạng, tiếp cận người vay và cho vay với lãi suất cắt cổ, gây nên những hệ lụy khó lường, khiến người dân bức xúc. Trong vụ việc này, đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng là Nguyễn Thành Thái, sinh năm 1989, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Thái là người cung cấp tiền cho vay và tạo ra các app cho vay trên không gian mạng, sau đó phân ra nhiều tài khoản con giao cho đàn em quản lý. Để che giấu hành tung, Thái từ thành phố Hồ Chí Minh xuống quê vợ tại Sóc Trăng để ở. Việc tổ chức cho vay và thu tiền các tỉnh miền Trung, Thái giao cho đàn em là Đỗ Hồng Sơn, Trần Văn Uy và Trần Văn Hiếu, cùng quê huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Ba đối tượng này thuê các phòng trọ, căn hộ tại Đà Nẵng để ở và sử dụng nhiều phương thức tiếp cận cho rất nhiều người vay tiền và lãi suất ngất ngưởng từ 280 đến 400% một năm. Những trường hợp chậm trả tiền, các đối tượng dùng mọi thủ đoạn để uy hiếp. Phương thức là gửi từ rơi, gửi trả Facebook. Lãi suất là khoảng 20% một tháng. Nếu người ta quay không có hướng giải quyết thì tùy anh em xử lý thôi. Cũng tại Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, bắt giữ Lê Quốc Khánh sinh năm 1990, trú tại Ba Đình, Hà Nội, và Nguyễn Duy Anh sinh năm 1987, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội, hoạt động với phương thức thủ đoạn tương tự như đường dây của Nguyễn Thành Thái. Cơ quan công an xác định đường dây này đã cho hơn 200 người trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Thanh Hóa vay với hơn 1.000 lượt, với tổng số tiền cho vay hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Đối tượng hoạt động với cái địa bàn là không phải là tại một địa điểm mà rất là nhiều cái tỉnh thành, nhất là các cái tỉnh thành mà đông dân phức tạp. Thứ hai nên là xác minh cái số lượng người vay thì rất là đông, tại vì là rất là nhiều tỉnh thành, cho nên cái này cũng một trong những cái vấn đề rất là khó cho lực lượng công an trong cái công tác thu thập chứng cứ để đấu tranh triệt phá với cái nhóm tội phạm. Để phòng ngừa và ngăn chặn tín dụng đen, chuyên gia cho rằng về phía các ngân hàng cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng chính thức cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, đặc biệt tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản quy định về hoạt động cho vay, phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng. Cùng với đó, mỗi người dân tự nâng cao ý thức trước sự cám dỗ của tín dụng đen, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, trang bị cho bản thân những kiến thức cần thiết để không bị sa chân vào bẫy tín dụng đen. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 641 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an. Theo quyết định, với nhóm thủ tục về phòng cháy chữa cháy, thẩm duyệt thiết kế và phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, được bãi bỏ quy định nộp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, đồng thời bãi bỏ quy định nộp bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, hồ sơ thiết kế đã được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy trước đó.
Lý do vì cơ quan công an tự khai thác hồ sơ quản lý. Thủ tướng cũng giao Bộ Công an và các bộ ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định nêu trên. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, đoàn du lịch gồm 45 người ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đi du lịch ra đảo Quan Lạn, không may gặp nạn, một người phụ nữ 61 tuổi tử vong. Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 5 tháng 6, 4 người phụ nữ trong đoàn gồm bà Nguyễn Thị Kim Sinh, bà Vũ Thị Nga đều 61 tuổi, bà Trần Thị Hảo 66 tuổi và bà Tống Thị Lĩnh 74 tuổi ra khu vực bãi biển Đầu Núi, xã Quan Lạn để tắm nước. Do biển động, có sóng to, 4 phụ nữ tuổi đã cao, trong đó có người không biết bơi nhưng lại đi ra khu vực sâu, bị sóng đẩy ra ngoài dẫn đến đuối nước. 4 nạn nhân đã được một số thanh niên tại bãi biển cứu vào bờ và sơ cứu. Hiện chính quyền xã phối hợp với lực lượng công an huyện bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về an táng. Được biết, khu vực bãi tắm Quan Lạn có nhiều chỗ sâu, sóng lớn, địa phương đã có cảnh báo về mối nguy hiểm. Thưa quý vị, theo đánh giá của CDC Hà Nội, điều kiện thời tiết hiện nay thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi và phát triển. Trong 4 tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận có xu hướng tăng. Trước tình hình này, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn một số quận huyện có số ca mắc tăng trong thời gian gần đây. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường Minh Khai ghi nhận 5 ổ dịch sốt xuất huyết. Ông Bùi Văn Hào, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, nhận định phường Minh Khai đã là nơi có mật độ dân cư đông, sinh viên thuê trọ lớn, nhiều công trình xây dựng là điều kiện thuận lợi để muỗi phát triển. Nguy cơ các ổ dịch sốt huyết xuất hiện trong thời gian tới là rất cao. Do đó, phường Minh Khai cần quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống sốt xuất huyết, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, thay đổi, nâng cao nhận thức và hành vi của người dân. Lãnh đạo CDC Hà Nội cũng cho biết, thời gian tới các hoạt động phòng chống dịch bệnh cần tiếp tục được tăng cường, trong đó tập trung giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại các quận huyện Bắc Từ Liêm, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Thạch Thất. Bên cạnh sốt xuất huyết, số ca mắc thủy đậu cũng đang có xu hướng tăng. Từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố ghi nhận gần 1.500 ca mắc, tăng gần 19 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hút thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng. Trong đó có những thống kê cho thấy, phần lớn người sử dụng thuốc lá điện tử nằm ở độ tuổi 18 đến 24. Lo ngại hơn, thời gian qua nhiều đối tượng đã phun tẩm các loại ma túy thế hệ mới vào sản phẩm này, khiến nhiều thanh thiếu niên nghiện lúc nào không biết. Nhiều em nhập viện trong tình trạng loạn thần ảo giác, ghi nhận của phóng viên VTC14. Nhắn tin người ta mang trực tiếp ship đến cho mình. Em thấy cái đấy hay và không chưa biết là nó như thế nào. Xung quanh bạn bè mình thời điểm đấy có ai sử dụng không? Có tất cả. Cái là lúc đấy là em học lớp mấy? Em học lớp 8. Khi mà sử dụng đấy là mình tự hay là có bạn bè nào lôi kéo mình hoặc là rủ dê mình sử dụng cần sao đấy? Có nhiều bạn bảo là cứ hút đi, không sao hết, em cứ thế mà hút đi. Vì tò mò và do bạn bè lôi kéo, từ khi là học sinh lớp 8, bệnh nhân này đã sử dụng thuốc lá điện tử. Gần đây, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện loạn thần, ảo giác. Nguyên nhân là do loại thuốc lá điện tử mà bệnh nhân sử dụng có chứa cần sa tổng hợp. Trước khi nhập viện thì bệnh nhân ở trong cái tình trạng rối loạn tâm thần, bệnh nhân gây hấn, đe dọa, đánh người và gây rối trật tự. Nên gia đình đã đưa bệnh nhân vào viện để điều trị. Cũng như các bệnh nhân tâm thần khác, thì bệnh nhân có rối loạn tâm thần, đấy là cái việc hợp tác của người ta kém. Cái thứ hai là đối với bệnh nhân Hải này, cũng như các bệnh nhân ma túy khác và đặc biệt là bệnh nhân đã sử dụng cái cần sa từ nhỏ và sống trong hội nhóm. Nên là cái nhân cách của bệnh nhân là nhân cách, nó có những cái nét nhân cách của chống đối xã hội. Vì vậy là bệnh nhân nhận thức về vấn đề tác hại của cần sa cũng như là cái việc hợp tác điều trị là rất là kém. Là bệnh nhân, chúng tôi gọi một cái nhân cách này gọi là nhân cách chống đối xã hội. Có những giai đoạn là 5-6 bệnh nhân là tuổi 15, 16, 17 là nhập viện trong cái tình trạng loạn thần. Thế và cái xu hướng thanh niên đặc biệt thì có thể hút cỏ Mỹ, nhưng lại xu hướng bây giờ một cái xu hướng gọi là hốt của thanh niên. Đấy là sử dụng là qua tẩu thuốc lá điện tử.
và sản phẩm sử dụng là chủ yếu là các cái sản phẩm cần sa tự nhiên hoặc là tổng hợp dưới dạng dung dịch hay tinh dầu. Ngoài ra thì còn một loại nữa là pot chill. Pot chill thì không phải cần sa, tuy nhiên là nó chứa những cái chất gây nghiện và chất kích thần, chúng tôi gọi là những cái chất thức thần, nghĩa là bệnh nhân nó gây ảo giác và bệnh nhân sống trong cái cảnh ảo giác đấy. Người ta gọi là những chất gây thức kích thần thì nó không phải cần sa tổng hợp nhưng nó cũng tác dụng rất nguy hiểm. Thuốc lá điện tử có nhiều tên gọi khác nhau và được thiết kế đa dạng với hình dáng bắt mắt, có thể giống điếu thuốc lá truyền thống hoặc giống như bút, ổ đĩa, hình thỏi son. Do vậy, học sinh sinh viên dễ dàng sử dụng, mang vào lớp học, mang đi chơi mà không lo bị phát hiện. Tại Hà Nội, nghiên cứu mới nhất của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế Bộ Y tế cho thấy tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử gia tăng, trong đó học sinh lớp 8 đến 12 là 8,35%, lớp 10 đến 12 là 12,6%. Với nữ là 4,8%, nam là 12,4%.